tình hình tài chính của bạn sẽ phủ lên lăng kính mà bạn nhìn thế giới. Nhận thức này nhấn mạnh niềm tự hào của chúng tôi về sứ mệnh của VCBF tận dụng những am hiểu sâu sắc về các công ty và thị trường tài chính để gia tăng các lớp tài sản, giúp khách hàng cảm thấy tự tin và thoải mái trong thế giới của họ. Thịnh vượng tài chính thật xa nhưng lại thật gần, thật dễ dàng với việc bắt đầu hành trình đầu tư ngay hôm nay với quỹ mở. VCBF có nhiều loại quỹ mở khác nhau, phù hợp với mục tiêu và kỳ vọng lợi nhuận, rủi ro của từng khách hàng. Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF, VCBF FIF được thiết lập với mục tiêu rõ ràng, bảo toàn vốn và tạo ra thu nhập thường xuyên. Quỹ này chủ yếu đầu tư vào các trái phiếu có chất lượng tín dụng cao với mức độ kỳ vọng lợi nhuận, rủi ro thấp. Kể từ khi thành lập vào tháng 8 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tỷ suất lợi nhuận dao động từ 5,5% đến 9,9%, trung bình đạt 7,0% một năm. Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF, VCBF, TBF. Nếu bạn muốn một sản phẩm đã có sẵn một danh mục đa dạng với sự phân bổ linh hoạt giữa trái phiếu và cổ phiếu, VCBF, TBF là một lựa chọn tốt khi quỹ đầu tư 50% giá trị tài sản ròng vào cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa, 50% còn lại vào các tài sản có thu nhập cố định và chất lượng tín dụng tốt. Quỹ này có thể điều chỉnh phân bổ tài sản theo chiến lược phòng thủ, tỷ trọng trái phiếu tăng lên tối đa 75%, hoặc tăng trưởng, tỷ trọng cổ phiếu tăng lên tối đa 75%, tùy thuộc vào cơ hội đầu tư hiện có. Kể từ khi thành lập từ tháng 12 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tỷ suất lợi nhuận quỹ dao động từ -12% đến 31,3%, trung bình đạt 10,7% trên năm. Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF, VCBF, BCF. Bạn quan tâm đến cơ hội tăng trưởng cao hơn nhưng vẫn yên tâm với các cổ phiếu đầu tư hàng đầu trên thị trường, VCBF, BCF có thể là lựa chọn tốt. Quỹ này chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn với mức độ kỳ vọng lợi nhuận, rủi ro trung bình đến cao. Kể từ khi thành lập từ tháng 8 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, lợi nhuận của quỹ dao động từ -18,1% đến 37,4%, trung bình đạt 11,7% trên năm. Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF, VCBF, MGF. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng cao hơn với mức rủi ro cao hơn, VCBF, MGF có thể là sự lựa chọn phù hợp. Quỹ này đầu tư vào các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao với mức độ kỳ vọng lợi nhuận, rủi ro cao do đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa vừa. Kể từ khi thành lập từ tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, biên lợi nhuận dao động từ -20,2% đến 32%, trung bình đạt 2,9% trên năm. Đầu tư là một quyết định khó khăn nhưng thực sự cần thiết. Khi đầu tư không phải là chuyên môn của bạn, gửi gắm việc đầu tư vào các quỹ mở chính là giải pháp hiệu quả và dễ dàng. Chỉ cần bạn lựa chọn quỹ phù hợp và kiên nhẫn với kế hoạch tài chính của mình, việc tối đa hóa lợi nhuận và quản trị rủi ro sẽ do các chuyên gia hàng đầu VCBF đảm nhận.